Hello tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube của Finance. Chúng ta luôn muốn kiếm tiền và đầu tư là một cách kiếm tiền. Dùng tiền của chúng ta để sinh lợi và để ra đồng tiền mà chúng ta không cần phải đi làm, phải bỏ công bỏ sức ra để kiếm tiền. Người Việt của mình á rất là chịu thương chịu khó, làm lụng cực khổ để kiếm tiền. Thì chúng ta lúc nào cũng có những cái ước muốn khác nhau. Ví dụ như bây giờ, Mậu có biết rất là nhiều người là muốn kiếm tiền, đầu tư để sau này chúng ta có ví dụ như mua xe, mua nhà, mua đất, mua đai. Ví dụ như vậy. Còn một số những anh chị em khác, những bạn khác thì muốn là sau này mình có một cái gì đó để dành lại cho con cái sau này. Hoặc là có một số thành phần khác, một số những anh chị em khác lại muốn đầu tư kiếm tiền để cho con cái của họ sau này có thể ăn học tới nơi tới chốn để trưởng thành. Và còn một số khác nữa lại muốn đầu tư kiếm tiền để sau này có một cuộc sống về hưu thật là an nhàn, không cần phải làm phiền đến con cái. Vậy thì xưa giờ chúng ta đầu tư như vậy, chúng ta thực sự có biết đầu tư đúng cách hay chưa? Và đã sử dụng cái công thức mà như là các tỷ phú giống như là Warren Buffett hoặc là những ông Alibaba, chủ Alibaba là ông Jack Ma chẳng hạn. Chúng ta đã đầu tư giống như họ hay chưa? Trong video ngày hôm nay, Mậu sẽ giới thiệu đến mọi người công thức làm sao để chúng ta có thể gấp đôi tiền. Đó là chủ đề chính của ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn biết như thế nào thì hãy đừng quên nhấn like, subscribe và share cái video này nha, để ủng hộ kênh của Mậu. Chúng ta hãy bắt đầu nào. Để bắt đầu á, thì trước tiên Mậu vừa kể mọi người một câu chuyện. Đó chính là ở bên nước Ấn Độ có một nhà toán học. Ông là người lập ra cái bàn cờ vua. Và ông giới thiệu đến nhà vua. Thì nhà vua cảm thấy wow, cái môn thể thao này, thật là môn thể thao trí óc này á, giúp mình á có thể thư giãn, là rèn luyện trí óc rất là bổ ích. Thì nhà vua rất là thích thú với trò chơi này. Và ông nói với nhà toán học là ok, khanh có muốn ban thưởng gì không? Thì nhà toán học mới đáp trả với nhà vua là dạ thần thì chỉ là một kẻ hèn mọn, không dám xin gì nhiều. Trên bàn cờ vua có 64 ô. Thì từ ô đầu tiên, chúng ta bỏ một hạt gạo. Đức vua hãy bỏ một hạt gạo vào ô đầu tiên. Ô thứ hai sẽ là 2 hạt gạo. Ô thứ ba sẽ là 4 hạt gạo. Ô thứ tư sẽ là 8 hạt gạo. Ô thứ năm sẽ là 16 hạt gạo. Cứ như vậy, những ô sau sẽ gấp đôi số gạo những ô trước. Đến ô cuối cùng là ô 64. Thần chỉ yêu cầu một điều ước nhỏ nhoi như vậy thôi. Thì nhà vua mới nghĩ rằng, chà, một hạt gạo, bắt đầu từ một hạt gạo, thứ hai hạt gạo, ba hạt gạo, cùng lắm ô thứ 64 á, chắc là vài tấn gạo hoặc là cả chục tấn gạo mà thôi. Nhưng nhà vua không biết được một điều rằng á, đến ô 64 á, đó là một con số cực kỳ khủng. Nhà vua không biết điều đó và sai quân lính. Quân lính đâu? Hãy ban cho nhà toán học này những gì hắn muốn. Đó. Nhưng mà thật sự ấy, nhà vua không biết được rằng con số đó nó sẽ khiến nhà vua nhức đầu nhức óc. Đó, các bạn có biết con số là bao nhiêu không? Nếu bây giờ các bạn hãy pause lại cái video này, hãy tạm dừng cái video này và comment bên dưới con số đó là con số bao nhiêu nha. Mậu nói cho mọi người biết, con số đó chính là 18 trên 18 tỷ hạt gạo. Nếu chúng ta quy đổi ra đồng USD á, tương đương với 300.000 tỷ đô. Wow. Có nghĩa là nó là tổng số lượng tài sản trên thế giới bây giờ. Mọi người thấy không? Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi, nhưng cho chúng ta biết được bí mật được của lãi kép. Vậy lãi kép là gì? Lãi kép là kỳ quan thứ 8 trên thế giới. Nếu ai hiểu và vận dụng nó thì sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng nếu ai không hiểu và áp dụng nó một cách sai thì họ phải trả lại cho lãi kép rất là nhiều tiền. Lãi kép là compound interest, là mức lãi suất ở trong công thức tính lãi, là lãi nhập vốn. Thì ví dụ như chúng ta có đầu tư 10.000 đi, chúng ta có 10.000 và có lãi suất là 10%. Thì năm đầu tiên chúng ta sẽ nhận là gì? 10% của 10.000 là 1.000.
thì năm đầu tiên chúng ta nhận vốn lẫn lời sẽ là 11.000, tại 10 cộng với 1.000 là 11.000. Năm thứ hai thì chúng ta cũng tính tương tự như vậy, nhưng lần này chúng ta tính là 10% trên số tiền vốn và tiền lời của năm thứ nhất. Chúng ta bắt đầu từ 10.000, nhưng mà qua năm thứ nhất là chúng ta tiền vốn lẫn tiền lời là 11.000. Vì vậy, 10% của năm thứ hai sẽ tính ở trên 11.000. Thành ra 11.000 cộng với 10% nghĩa là 1.100. Vậy tổng số tiền vốn lẫn lời năm thứ hai sẽ là 12.100 đô. Đó, tới đây các bạn hiểu. Và một trong những mẹo mà giúp các tỷ phú tính nhanh đó chính là quy tắc 72. Quy tắc 72 là công thức giúp chúng ta xác định được khi nào tiền và khoản đầu tư của chúng ta sẽ được nhân đôi với bất kỳ mức lãi suất nào. Ví dụ, bạn có 50.000 với mức lãi suất là 8%, thì chúng ta sẽ xác định được trong bao lâu số tiền 50.000 đó sẽ trở thành 100.000. Thì chúng ta lấy 72, chúng ta chia cho 8, nghĩa là cứ mỗi 9 năm là số tiền 50.000 của chúng ta sẽ trở thành 100.000. Và cứ như vậy, đó là cách mà các nhà tỷ phú làm lời. Vậy nếu chúng ta không hiểu được lãi kép và chúng ta áp dụng nó sai thì sao? Mọi người chưa biết thôi, chúng ta lúc thường áp dụng công thức lãi kép sai ở điểm là credit card, có nghĩa là thẻ tín dụng, và personal loan, nghĩa là những nợ cá nhân. Vì sao? Vì credit card là thẻ tín dụng, thường thường họ sẽ tính lãi suất làm từ 18 đến 24% tùy vào cái credit score của mình, cái điểm uy tín của mình. Thì các bạn hãy tính đi, áp dụng công thức 72. 72 mình chia cho 18 hoặc 24%, có nghĩa là cứ 3 đến 4 năm thì công ty credit card họ sẽ gấp đôi tiền mà họ cho chúng ta mượn. Vậy thì personal loan thì sao? Có nghĩa là nợ riêng, nợ cá nhân thì sao? Nợ cá nhân đôi khi có những cái công ty họ tính lời đến 36%, giống như là Việt Nam mình nó gọi là vay nóng vậy đó. Thì có một số gia đình họ phải chấp nhận điều đó để họ đang cần một số tiền đó giải quyết một vấn đề gì đó cho riêng họ, thì bắt buộc họ phải mượn cái số tiền personal loan như vậy. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng personal loan như chặt đến 36% thì 72 chia cho 36 có nghĩa là sao? Có nghĩa là công ty đó sẽ làm lời gấp đôi tiền của họ cứ mỗi 2 năm. Và biết được một gia đình đã mượn personal loan, mượn chỉ 5.000 thôi, nhưng mà phần lời là như là khoảng 36%, thì 2 năm sau thôi gia đình nó phải trả cả vốn lẫn lời là tổng cộng là 10.000 đô. Đó, khi chúng ta không biết được, không biết cách sử dụng, không biết áp dụng cái lãi kép thì chúng ta sẽ là người chi trả cho những khoản tiền đó. Đó mọi người, thành ra chúng ta phải biết làm sao để áp dụng lãi kép để nó sinh lời cho những khoản đầu tư của chúng ta. Quy tắc 72 là một quy tắc chỉ mang tính tương đối để giúp chúng ta có thể tính nhanh khi nào chúng ta gấp đôi tiền. Chúng ta đã biết về lãi kép và sức mạnh của nó để giúp chúng ta nhân đôi số tiền đầu tư. Vậy, mình muốn chia sẻ thêm một điều cực kỳ quan trọng nữa trong lãi kép. Các bạn muốn biết đó là gì không? Nếu muốn biết, chúng mình sẽ đưa ra hai trường hợp. Mọi người chúng ta cùng hãy lắng nghe nha. Trường hợp thứ nhất, ví dụ như anh Tuấn bỏ vào khoản đầu tư là 50.000 với mức lợi nhuận là 8 phần lời mỗi năm. Và anh để đó cho đến khi anh về hưu và hoàn toàn không đụng đến số tiền đó. Vậy thì nếu chúng ta áp dụng công thức 72 thì chúng ta lấy 72 chia cho 8% thì cứ mỗi 9 năm là anh đó sẽ gấp đôi số tiền, có nghĩa là từ 50.000 sẽ lên 100.000. Chúng ta cùng tính nha, 45 tuổi anh bỏ vào 50.000 thì 9 năm sau nghĩa là 54 tuổi số tiền 50.000 sẽ trở thành 100.000. Cứ tính như vậy, đến 63 tuổi thì số tiền 100.000 sẽ trở thành 200.000, và đến 72 tuổi số tiền 200.000 đó sẽ trở thành 400.000. Khi thời gian đủ lâu á, sức mạnh của lãi kép sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn. Vậy, trường hợp thứ hai mà muốn nói đến mọi người là cũng với một số tiền đó là 50.000 và cùng một số tiền lời đó là 8%. Nhưng tên Tiên
chị bắt đầu đầu tư vào ở tuổi 25 thay vì như anh Tuấn là 45 thì kết quả sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tính nha. 25 tuổi chỉ có 50.000 bỏ vào, thì đến khi cứ 9 năm là 34 tuổi, số tiền 50.000 sẽ là 100.000. Rồi đến khi 43 tuổi, 100.000 sẽ thành 200.000. 52 tuổi, 200.000 sẽ thành 400.000. 61 tuổi, 400.000 sẽ thành 800.000. Và đến 70 tuổi thì số tiền 800.000 sẽ trở thành 1.600.000. Mọi người có thấy sự khác biệt không? Với cùng một số tiền, với cùng một mức lời, nhưng điểm khác biệt đó chính là thời gian. Thời gian, tại vì chị Tiên, chị mới 25 tuổi, chị có nhiều thời gian hơn là anh Tuấn. Nên chị Tiên, cái số tiền chị Tiên bỏ vào và không đụng tới đó đã được nhân đôi và nhân đôi lên. Chỉ 50.000 thôi, từ lúc 25 tuổi chị bỏ vào, nhưng đến khi năm 70 tuổi lúc chị về hưu thì chị đã có 1.600.000. 1.600.000 đủ để cho chúng ta về hưu đến mấy chục năm lận mọi người. Không những riêng chúng ta hoàn toàn có thể take care, chúng ta hoàn toàn có thể chăm sóc những người khác nữa. Chứ không riêng gì mình chúng ta. 1.600.000 là đủ cho chúng ta có một cuộc sống về hưu cực kỳ an nhàn. Mọi người có biết không, là một tỷ phú Warren Buffett thực sự giàu có sau năm ông 60 tuổi. Thống kê cho thấy năm 1990, tổng tài sản của ông Warren Buffett là 3 tỷ 300 triệu đô. Nhưng chỉ 29 năm sau đó, tổng tài sản của ông đã được nâng lên là 84.3 tỷ. Thống kê cho thấy ở năm 2019. Mọi người thấy không? Từ 3.3 tỷ mà lên 84.3 tỷ chỉ trong vòng 29 năm. Đó là sức mạnh của lãi kép. Và chúng ta cần thời gian. Lãi kép là cái công thức, là cái bí quyết để dùng thời gian và tiền bạc để sinh lợi cho mình. Vì vậy á, đó là lý tại sao mọi người biết Mậu đó đầu tư crypto, đầu tư stock vậy thôi. Nhưng thực sự á, đa số phần tiền của Mậu á, Mậu làm ra được thì Mậu bỏ vào những nơi nó cho Mậu những cái mức lãi kép khá là cao thì Mậu mới bỏ vào. Để sau này á, tại vì Mậu biết rằng á, Mậu không muốn sau này làm phiền đến con cái của mình. Và có thể là những cái mức đầu tư của Mậu sau này có thể giúp lại những người cần giúp đỡ, để cho có một cuộc sống tốt hơn. Và sau này Mậu có một cuộc sống về hưu an nhàn hơn, không cần phải lo lắng bất cứ điều gì và cũng không cần nhờ vả tới chính phủ nữa. Nếu các bạn thích video này và thấy rất bổ ích thì đừng quên nhấn like và share video rộng rãi cho mọi người nha. Còn nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn đến với kênh YouTube của Mậu thì đừng quên nhấn subscribe và nút bell icon bên dưới để cùng đồng hành với Mậu trong những video tiếp theo nha. Hẹn gặp lại mọi người. See ya!